cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay, công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ giới thiệu cho các bạn những bộ hồ sơ, những ngôi nhà đẹp mà đơn vị chúng tôi đã thiết kế cho khách hàng từ trước. Và hôm nay trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì sẽ chia sẻ cho các bạn những cái bộ hồ sơ nhà đẹp Green và mời các bạn sẽ khám phá những bộ sơ nhà đẹp Green. Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì chia sẻ các bạn một cái mẫu nhà vườn mái Thái mà công ty thiết kế nhà đẹp Green thiết kế cho anh Trần Quốc Hải ở thành phố Cần Thơ. Thì đơn vị tôi sẽ chuyển phát nhanh cái hồ sơ bản vẽ này cho anh Trần Quốc Hải ở thành phố Cần Thơ các bạn nhé. Các bạn có thể kiểm tra cái mã bưu điện này thì chúng ta sẽ biết được cái hồ sơ bản vẽ sẽ đi đến đâu nhé. EF20908967 65 VN nhé. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái bộ hồ sơ ngôi nhà vườn mái Thái đẹp mà đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green đã thiết kế cho anh Trần Quốc Hải các bạn nhé. Thì hiện tại chúng tôi đang ở bưu điện của trung tâm của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Giờ này thì vẫn còn khách hàng đang vẫn phục vụ tất cả các khách hàng. Thì các bạn có thể quan sát được cái hồ sơ bản vẽ. Tôi sẽ chia sẻ nhanh cho các bạn cái mặt tiền phía trước từ cái đầu bút tôi chỉ này đến phía đầu bút này là 14,5 m, chiều sâu nhà từ cái đầu cột này đến cuối nhà này là 14,6 m. Cái công năng sử dụng gồm có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách và khu vực bếp với nhà tắm, nhà vệ sinh, bếp với phòng ăn luôn các bạn nhé. Phòng khách kết hợp với phòng thờ. Thì mời các bạn chúng ta sẽ khám phá hồ sơ bản vẽ tiếp theo. Với cái bản vẽ này thì các bạn quan sát không gian mặt tiền phía trước, mặt tiền trực diện của ngôi nhà nhé, phía trước của công trình. Thì với cái mặt tiền này các bạn quan sát cái hệ này là hệ 3 mái. Thì khu vực mái thứ nhất là mái sảnh hiên, chúng ta bước 5 bậc thì vào đây khu vực phòng khách. Đây là cửa sổ phòng ngủ, đây là cái mái con của phòng ngủ, đây là cái mái chính, mái nóc. Và với cái hệ mái này thì các bạn thấy rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp, nó đẹp về không gian kiến trúc và đơn giản. Thì ở đây thì các bạn nhìn là cái phần cuốn vòm và các cái ô cửa sổ nó tạo ra cái không gian điểm nhấn cho ngôi nhà với cái màu sơn màu xanh và ngói màu xanh các bạn nhé. Và đây là khu bậc, chúng ta bước lên vào không gian bếp. Các bạn mua thức ăn chúng ta sẽ đi vào cái lối này, thì đi vào không gian bếp và cửa sổ đây, khu vực phòng ăn. Thì đơn vị tôi đã thiết kế là full ánh sáng cho khách, tất cả khách hàng đều ánh sáng gió đưa hết vào trong nhà. Thì các bạn nhìn cái vị trí cột rất là đơn giản, các bạn nhìn rất là đơn giản nhưng mà vẫn toát lên cái vẻ đẹp theo thời gian và tiết kiệm cho gia đình nhé các bạn nhé. Thì ở đây các bạn cần tư vấn thiết kế nhà thì chúng ta hãy liên hệ ngay với số điện thoại hotline 0386 325 566 này các bạn nhé. Thì ở đây các bạn tiếp tục quan sát này. Với cái bản vẽ này thì các bạn sẽ nhìn cái góc nhìn được cái không gian tổng thể của ngôi nhà. Cái góc nhìn này thì các bạn nhìn được cả khu vực phòng khách và không gian phòng bếp luôn cho các bạn. Thì ở đây thì các bạn sẽ quan sát từ cái khu vực phía cái ô tô này lên trên này. Đấy, thì đây là phòng bếp vừa chia sẻ với các bạn này. Còn đây bước lên đây khu phòng khách này. Đấy, cửa sổ không lấy ánh sáng vào phòng khách, cửa sổ phòng ăn này, cửa sổ. Và đây là cái ô thoáng của phòng tắm và ô thoáng nhà vệ sinh và cái phần trang trí hồi này. Đấy, các bạn nhìn. Đấy, không gian rất là gọn ga và đầy đủ công năng luôn cho các bạn. Thì các bạn tiếp đến theo cái phần mặt hồi này thì các bạn sẽ nhìn được không gian cái cửa sổ của khu vực phòng ngủ nhé. Đây cửa sổ phòng ngủ số 1, cửa sổ ngủ số 2, phòng cửa sổ phòng ngủ số 3. Cái góc nhìn này thì các bạn nhìn được 3 cửa sổ. Đây là cửa sổ phòng ngủ số 1 trên. Phòng ngủ số 1 thì có 2 cửa sổ các bạn nhé. Full ánh sáng luôn. Tiếp theo thì các bạn nhìn góc nhìn từ trên cao nhìn xuống. Từ trên cao này thì các bạn nhìn cái hệ mái này. Đó, hệ mái này, mái trên. Ở góc nhìn này khi các bạn chúng ta sẽ lợp ngói thì các bạn sẽ biết được cái sự giao
ngói giữa các cái mái với nhau giao như thế nào thì các bạn có thể nhìn được. Chúng ta tiếp tục với góc nhìn từ trên cao nữa nhé. Thì với góc nhìn từ trên cao nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy góc nhìn này. Đây, góc nhìn từ trên cao đây thì cái phần cổng này chúng ta đi vào đây là khu vực ô tô này. Chúng ta bước đi cổng vào ô tô đây thì mua thức ăn đi vào phòng bếp này. Đấy, đi đây phòng khách này. Đấy, các bạn nhìn cái hệ mái phía trên tổng thể của công trình. Giờ các bạn xem cái bản vẽ không gian nội thất bố trí đồ nhé. Thì đồ đây các bạn nhìn đây là phòng ngủ số 1, phòng ngủ số 2, phòng ngủ số 3, phòng ngủ số 4. Đây là phòng khách, đây là phòng thờ và đây là khu vực phòng ăn và bếp. Đây là phòng tắm, phòng vệ sinh và có cửa đi ra phía đằng sau các bạn nhé. Đấy là không gian nội thất. Thì giờ mời các bạn xem một số cái bản vẽ về kiến trúc nhá. Tôi mở nhanh cho các bạn một số. Đây cái phần không gian mặt bằng này thì ở đây các bạn nhìn là cái mặt là 14,5 này, cái này là 14,6 mét này. Đấy, gồm có các bạn nhìn là 4 phòng ngủ, phòng khách. Đây cái hệ mái nhìn phía trên. Đây, mở nhanh cho các bạn thôi. Đây là cái mặt đứng này, đây mặt cắt này. Tiếp theo khu vực chi tiết bậc này. Đấy, đây là khu vực mặt tiền này, cửa này, phần kết cấu này, đầy đủ hết cho các bạn nhé, không thiếu gì cả. Kết cấu này. Đó, vị trí phần mặt bằng định vị cột này, móng này, đầy đủ hết cho các bạn, không thiếu gì. Thì các bạn mà cần lấy lại cái bộ hồ sơ bản vẽ ngôi nhà vườn mái thái đẹp này thì các bạn hãy liên hệ ngay với đơn vị chúng tôi nhé, công ty thiết kế nhà đẹp Green, theo cái số hotline này 0386 325 566. Thì đơn vị chúng tôi sẵn sàng phục vụ tất cả các bạn trên khắp mọi miền tổ quốc thân yêu các bạn nhé. Hãy gọi điện cho chúng tôi, công ty thiết kế nhà đẹp Green. Qua video này cũng chân thành cảm ơn gia đình anh Trần Quốc Hải ở thành phố Cần Thơ đã ủng hộ công ty thiết kế nhà đẹp Green trong suốt quá trình. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này nhé. Các bạn muốn lấy lại bộ hồ sơ thì các bạn chỉ mất một chút kinh phí thôi. Hãy gọi điện ngay cho chúng tôi theo số hotline này 0386 325 566. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến cuối video này. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Đây là cái không gian của bưu điện của thành phố. Các bạn nhìn vẫn rất là nhộn nhịp. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Chúc các bạn luôn luôn thành công. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.